Đúng là cái thời kỳ tiền rẻ thì nhà nhà đi bán đất, nhưng mà đại đa số những người giàu có thì họ lại đi sở hữu những cái tài sản siêu đắt đỏ. Đây các bạn, đây những cái căn này nhé, là view Hồ Ngọc Trai 24,5 ha. Bây giờ họ ồ ạt họ về đây họ sửa chữa, chỉ có người nghèo chúng ta là khổ thôi anh em ạ. Đây nhá, căn này sửa chữa bên tôi đang thi công nhá, và rất là nhiều các căn ở trong đảo Ngọc Trai này, cứ hàng trăm tỷ đồng mỗi một căn. View hồ như này, trực diện này là nó khoảng tầm rẻ như những cái căn như này tầm 80 tỷ 90 tỷ, và căn như này view trực diện nó là hồ, là cái khu vực hồ nhỏ, còn ra hồ view trực diện 24,5 ha thì là nó phải là 120 tỷ, thì khoảng tầm 100 vào việc thì nó khoảng tầm anh em có thể đàm phán trực tiếp với chủ nhà. Còn đây các bạn nhé, rất nhiều căn luôn. Người ta người giàu ấy, cái lúc này là họ đi thâu tóm bất động sản cơ các bạn, cứ chỗ nào rẻ mà khan hiếm thì họ mua. Đây làm âm mỹ luôn, các bạn thấy kinh khủng không? Người giàu họ ấy, chỉ có mình cái lúc kinh tế nó khó khăn và kinh tế suy thoái sụp đổ này thì chỉ có người nghèo thì mất công ăn việc làm, đúng không? Còn người giàu ấy, người ta đi thâu tóm nhà này, đấy, là mầm luôn. Những cái khu vực này nó hàng trăm tỷ các bạn nhé. Rồi bên kia thế, toàn những căn view hồ, mà có phải là rẻ đâu. Rồi view hồ ấy, bên kia cũng thế. Đấy, vì vậy mà chúng ta phải tích lũy hàng ngày để có tiền, đúng không? Còn nếu mà không thì chúng ta cứ không có phương thức đầu tư kinh doanh hoặc là giữ trữ tiền của chúng ta thì chúng ta cứ muôn đời đi làm thuê cho người giàu thôi, họ hưởng thôi. Bao nhiêu số anh chị thấy đúng thì vui lòng comment bên dưới nhá, là số 1. Và nhớ chia sẻ cái livestream này giúp tôi để nhiều người được biết là tôi đang phân phối cái khu biệt thự của đảo Ngọc Trai Vinhome Ocean Park 1 này và Vinhome Ocean Park 2 nhé, và 3. Đặc biệt là chúng tôi sang nhượng và thi công luôn, giúp các chủ nhà thi công luôn. Thế thì quý anh chị nào mà thi công hoàn thiện nhà cửa trên toàn quốc thì hãy để lại bình luận bên dưới giúp tôi để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị. Rất đẹp quý anh chị, rất đẹp luôn.